Hôm nay mùng 1 Tết này. Đó, San Jose. Ray Sentimore. Khách khứa đông nghẹt nha. Ngập luôn. Ngay ngày weekend đó. Người không là người luôn. Ai cũng đẹp á. Giờ này chưa thấy mua lần, chứ có mua lần là đông nữa. Và hàng quán này cũng đứng gách lai hết rồi. Bây giờ mình đi tới chỗ bầu cua. Pháo đốt là nổ rầm trời đất luôn. Xe là kẹt cứng luôn á, không nhúc nhích gì được luôn á. Bị leak water tank rồi. Oh.
đâu có cờ bạc là ở đó đông đông đúc rồi. Đầu năm right, okay. Không có tôm luôn. Thôi một cái nữa, hai cái ở bên đặt một cua chị ơi. Trời, tôm cá thua rồi. Thôi đen rồi, không chơi nữa. Đen rồi, thua rồi, 30 rồi. Bà con không có chỗ đậu bạc kinh luôn.
ở tại khu Việt Nam Thao với Grand Central Mall. Không có chỗ đậu luôn. Này nhóc hết luôn. Tết mà ngay ngày thứ bảy chủ nhật là coi như là yeah.